đời mời về giao điệp tin mừng. Từ một vùng đất hoang sơ không thấy bóng người và không thấy tiếng cười, một niềm tin thắc vào lòng thương xót Chúa, một niềm cậy trông vào Đức Mẹ mẫn côi. Nguyện cầu Thánh Faustina, nguyện cầu Thánh Gioan Phaolô, giao điểm tin mừng nay sang trang ngày mới. Niềm tin mới về giao điểm tin mừng, trở thành vùng đất thiêng liêng, nay có bóng người và nay thấy tiếng cười. Tràn đầy sức sống, người người tin yêu Chúa, người từ muôn phương và khắp miền phương xa. Một niềm tin thác không vơi vào lòng thương xót Chúa thôi, giáo điểm tin mừng luôn mãi ở trong tim tôi. Xin tạm biệt giáo điểm tin mừng, tạm biệt cha, tạm biệt anh em, vẫn luôn niềm tin vào lòng thương xót Chúa. Xin tạm biệt giáo điểm tin mừng, tạm biệt cha, tạm biệt anh em, hẹn gặp nhau mỗi 3 giờ chiều. Đắm kinh lòng Chúa xót. Lên đây. Từ trước nay chưa có bao giờ mà con đứng, mà từ khi mà 9:30 đến đây mà con ngồi vào chỗ ở đây mà không có ra, mà cho đến bây giờ mà con không có đau lưng, không mệt hết cha. Con gần chết rồi đó, con nhiều bệnh lắm mà bây giờ như vậy đó. Là bao nhiêu tuổi? Dạ thưa cha là 83 tuổi. Bà ở đâu? Dạ thưa cha con ở Úc về. Bà ở Úc bao nhiêu năm? Dạ thưa con, thưa cha con ở 29 năm, mà con chưa có đến đây mà con ao ước từ lúc giờ. Con bệnh quá sức mà rồi con nói cháu con là nói cháu con là nhắn tin cho cha Lam, xin cha Lam và cộng đoàn cầu nguyện cho con bớt để con về. Bớt tự nhiên con làm, bớt con bớt, bớt con về, bớt con mua vé máy bay hôm nay ngày mai con về liền. Có thấy đó là dấu lạ không? Rồi bên Úc bà có thấy nhà thờ nào giống nhà thờ này không? Dạ thưa không, nhà thờ đẹp đẽ lắm mà có ít người lắm, có ai đi đâu vậy đó. Dạ. Nhà thờ đẹp mà ít người, nhà thờ xấu mà nhiều người. Bà chọn nhà thờ đẹp ít người hay nhà thờ xấu ít mà nhiều người? Dạ xấu mà nhiều người như vậy đó, đến với Chúa mà. Dạ. Đó thưa anh chị em, đấy là cái dấu lạ đấy. Còn đòi dấu lạ gì nữa. Cho nên Chúa bảo là cái thế hệ gian tà này, thế hệ gian tà, gian ác này, chúng cứ đòi dấu lạ, không cho cái dấu lạ nào trừ dấu lạ là Jonah. Nhiều người đã đến đây, đã chứng kiến, đã ở lại và đã nhận rằng đây là những cái dấu lạ. Mà có những con người có chức, có quyền, học vị rồi đủ mọi cấp bậc trong giáo hội cũng như trong xã hội, họ vẫn cứng lòng nhất định không chịu tin rằng đây là quyền năng của lòng thương xót Chúa. Họ vẫn không chịu tin rằng ngày hôm nay lòng thương xót Chúa vẫn đang thể hiện tại một cái nơi mà bà ấy bảo là nhà thờ thì xấu mà người thì nhiều, còn hơn là nhà thờ đẹp mà người thì ít. Thưa anh chị em, ngồi xuống con. Thì chúng ta thấy rõ ràng là đấy, vừa mới bảo ngồi xuống con là ngó lại liền, thế chưa? Và thấy không? Đã thấy cái tội của con người thích dấu lạ chưa? Một cái thằng bé nó đứng lên, tôi vẫy nó xuống để nó khỏi đứng, nó che những người khác. Vậy mà cũng ấy. Suốt ngày thích dấu lạ. Dấu lạ trước mắt mình đây này là một cái bà 83 tuổi mà từ bên Úc ở 20 mấy năm mà mày mò từ Úc về Việt Nam. Có thấy đó là dấu lạ chưa? Hả? Mà con nhiều bệnh lắm, con không có đi, không có ngồi được lâu chứ. Mà tự nhiên ngày hôm nay phép lạ Chúa cho. Nhờ cha với cộng đoàn cầu nguyện đó, con dụ cháu con là điện thoại về xin cha, cha cầu nguyện với cộng đoàn cầu nguyện. Mà tự nhiên bữa ngày hôm sau con làm, mà con đi được, mà con mua vé máy bay con về liền.
Bà bị những bệnh gì mà bà được Chúa chữa lành tới bây giờ? Dạ. Thưa... Bà bị những bệnh gì? Dạ, dạ thưa cha, con là Maria Lê Thị Tưởng, 83 tuổi, con ở bên Úc á, con ở qua Úc 29 năm rồi. Mà con bệnh là bị tiểu đường là 25 năm rồi, con uống thuốc. Rồi con bị thận, đáng lẽ là con lọc rồi nhưng mà con chưa có lọc. Rồi con bị là thoái hóa cột sống, con bị bao tử, con bị bệnh gút. Rồi con bị thiếu máu, con bị áp huyết cao, đủ các thứ bệnh. Rồi bây giờ con bị sàn mạch. Dạ tuần vừa rồi, dạ, ngày thứ tư vừa rồi con tưởng là con chết rồi, con bị... Dạ, con bị sốc thuốc. Con vô bệnh viện Monash rồi chắc cái thận của con, và bác sĩ cho thêm một cái thuốc ở túi đó con uống, mà cả một mình con cũng phào mà. Con bị sốc thuốc, con tưởng là con chết rồi. Con cầu nguyện xin lòng thương xót của Chúa. Bữa đến sáng biết là gần sáng mà tự nhiên con tưởng nó chết mà không có chết. Bữa sau. Sao bà biết được giáo điểm tin mừng mà hôm nay bà bay từ Úc về đây để làm chứng cho Chúa và tạ ơn Chúa? Dạ thưa cha, con nói thêm bữa đến sáng mai, dạ thưa cha, con đau đau quá, rất là đau đau không thể tưởng tượng. Bữa đi bác sĩ cho đi phô siêu âm thì nói con bị sạn mạch, nhưng mà vì con tiểu đường nặng với con bị áp huyết cao quá, bác sĩ không có mổ được. Con đau quá chứ con chịu không được. Con kêu cháu con nói, mày coi trong cái YouTube á, lấy địa chỉ của cha Long, mày điện thoại xin cha Long cầu nguyện với cộng đoàn cầu nguyện để cho bác BSD để tao về, tao làm chứng cho Chúa cho tao. Nó cầu nguyện rồi con nói với cháu con ở đây, ở Sài Gòn á, con nói đến giáo điểm tin mừng để xin cha và cộng đoàn cầu nguyện, với nó cầu nguyện bơ tự nhiên bơ con bớt được, bơ con lành, bơ con vua về. Con biết cái giáo điểm tin mừng này, dạ thưa cha, cũng là tình cờ cho thưa cha bên ở Úc có thể là cũng nghe, nhưng mà thưa cha sao có nhiều người kém đức tin lắm cha. Nhiều người họ nói Chúa thì ở khắp mọi nơi, và mình cầu nguyện với Chúa chỗ nào cũng được, cần chi phải là về giáo điển tin mừng. Với họ nói đi lên làm chứng như vậy là không phải là có nhiều người không phải thiệt đâu, đều xin lỗi cha nha. Nói về ngon người đó thì họ nói lên làm chứng giả đó, họ không tin. Nhưng mà rồi con thì con tin thiệt là bởi vì con lành mà. Con mới nhất định con về đây để con làm chứng, để mà cho bạn bè con biết là thật sự 100% là cái lòng thương xót của Chúa mà là được cứu chữa. Con mở YouTube rồi con mới nghe cha giảng. Bởi con ghiền luôn, ngày nào hễ mà rảnh ra hay sao con cứ mở YouTube rồi con nghe, rồi con nói với bạn bè con nói như vậy, nói người ta lên làm chứng mà thật sự như vậy. Rồi cha nhờ như vậy con mới biết cho cha. Thấy một người 83 tuổi, thứ nhất là nguyên cái hình hài vóc dáng, có ai tin là 83 không? Tưởng là bà mới 38. Nó cười không? Vẫn còn duyên dáng lắm, mắt liếc vẫn còn long lanh lắm. Rồi, thứ hai nữa là cái đầu óc vẫn còn sáng suốt lắm, nói vẫn còn minh mẫn lắm thưa anh chị em. Đấy đó là một dấu lạ không? Đây là một dấu lạ. Bây giờ hôm nay chúng ta thay vì tạ ơn Chúa thì chúng ta cứ giơ lên. Đây là một. Đây là một. Đấy, bây giờ tôi gửi tặng cho bà. Bà thích cái gì tôi gửi tặng cho bà cái đó. Dạ, thưa cha cho cái gì con chơi máy. Dạ, thưa cha cho con cái con kỷ niệm thôi đâu. Con ra con mua con đem về cho bạn con. Đây, tôi tặng cho bà tất cả cái gì tôi có. Đây là Thánh John Paul II. Đây là lòng... Thank you.
giao điểm tin mừng. Từ một vùng đất hoang sơ, không thấy bóng người và không thấy tiếng cười. Một niềm tin thác vào lòng thương xót Chúa, một niềm cậy trông vào Đức Mẹ Mẫn Côi. Nguyện cầu Thánh Faustina, nguyện cầu Thánh Gioan Phaolô, giao điểm tin mừng nay sang trang ngày mới. Niềm tin mới về, giao điểm tin mừng trở thành vùng đất thiêng liêng. Nay có bóng người và nay thấy tiếng cười. Tràn đầy sức sống, người người tin yêu Chúa, người từ muôn phương và khắp miền phương xa. Một niềm tin thác không vơi vào lòng thương xót Chúa thôi. Giáo điểm tin mừng luôn mãi ở trong tim tôi. Xin tạm biệt giáo điểm tin mừng, tạm biệt cha, tạm biệt anh em, vẫn muốn niềm tin vào lòng thương xót Chúa. Xin tạm biệt giáo điểm tin mừng, tạm biệt cha, tạm biệt anh em, hẹn gặp nhau mỗi 3 giờ chiều trong kinh lòng Chúa xót thương. Xin tạm biệt giao điểm tin mừng, tạm biệt cha, tạm biệt anh em, vẫn muốn niềm tin vào lòng thương xót Chúa. Xin tạm biệt giao điểm tin mừng, tạm biệt cha, tạm biệt anh em, hẹn gặp nhau mỗi 3 giờ chiều trong kinh lòng Chúa xót thương.